Nếu anh thấy những khoảng trống trong lòng thì đừng lo nhé, có em luôn đợi mong. Nếu mai sau duyên chẳng như ý nguyện, những tổn thương để mình em nhận hết. Bởi vì em chỉ muốn thấy anh cười, dù có ra sao cũng thấy vui lòng. Trái tim nhà thiết kế thì có hai lớp cửa, một lớp cửa cống bên ngoài, một lớp cửa nhôm bên trong. Bên trong là khu vực gara đậu xe hơi. Hai bên tường thì có sơn màu trắng, có tủ giày dép và treo tranh ảnh cũng như đèn led chiếu sáng. Phía dưới cầu thang là không gian của phòng vệ sinh. Ngay bên ngoài gara xe hơi vào là phòng vệ sinh dưới cầu thang. Phía sau là không gian đứng ngược. Và những bức tường ốp nhựa trang trí kết hợp với sofa, cây xanh. Và phía trên thì có trần thạch cao, đèn chiếu sáng và một ô giếng trời ở cuối nhà. Em đây chỉ có chân tình, vì yêu anh em đâu cần toàn tình. Tuy giờ đây em còn đang trắng tay, nhưng vì anh sẽ có ngày đổi thay. Mất trăm năm đôi mình mới chung thuyền. Và khu cầu vực cầu thang thì có ốp đá hoa cương trắng đen, tay vịn gỗ căm xe, lan can bằng sắt. Và nhà thiết kế theo mẫu lưng ngược nên là không gian tầng lửng sẽ là không gian bếp nha quý vị. Không gian căn nhà thiết kế với 3 giếng trời, ở dưới nhà thì có giếng trời bên hông và một giếng trời ánh sáng ở ô cầu thang. Trên tầng lầu lửng phòng bếp thì quý vị sẽ cùng đến với không gian của tủ bếp trên dưới với tủ lạnh hai cánh kép bồ. Và khu vực tủ bếp thì được làm bằng chất liệu gỗ An Cường, phủ acrylic bóng gương. Có khu vực đặt bếp âm, máy hút mùi, bồn rửa chén bát, xác vị để chén bát. Những bức tường được ốp nhựa trang trí kết hợp với bàn ăn 6 ghế. Và ở đây thì gia chủ có làm đèn trần. Phía trước là hệ thống cửa lùa 4 cánh đặt cục ban công, tạo nên không gian nó thoáng như không gian bếp của căn nhà. Đây là mẫu nhà lưng ngược, thiết kế hiện đại, không gian rất là đẹp. 1000 năm ta mới về chung lối, nên người ơi anh cần chỉ lắng lo. Không gian phòng ngủ thì sử dụng gạch giá gỗ, cửa phòng ngủ sử dụng cửa gỗ và có tủ áo, tủ kệ tivi, bàn trang điểm. Phía trước là hệ thống cửa lùa hai cánh ra cục ban công, một bên là cửa chớp và ban công bên ngoài là lan can và trồng cây xanh bên ngoài. Ở đây thì có giường ngủ 2m, chân ga gối nệm, bàn trang điểm, tủ áo, máy lạnh và mỗi phòng ngủ đều có một phòng vệ sinh trong. Khu vực ban công thì gia chủ ngăn ra bên ngoài thì chúng ta trồng cây xanh và lan can sắt bên trong kết hợp với những ô cây xanh rất là đẹp. Phòng ngủ đầu tiên, đầy đủ nội thất nha quý vị. Đây, chúng ta thấy này, vệ sinh trong. Phòng vệ sinh thì bao gồm bồn cầu, lavabo rửa mặt, khu vực gắn bồn tắm đứng, vòi tắm sen thuyền và tắm hoa sen. Phòng vệ sinh ốp gạch phun trần. Nhà 3 giếng trời nên không gian ở cầu thang sẽ có giếng trời. Và ở trong đây thì quý vị sẽ đến với không gian của phòng ngủ số 2, phòng ngủ phía sau. Phòng ngủ này thì cũng đầy đủ nội thất kèm theo, bao gồm giường ngủ 2m, chăn ga gối nệm, bàn trang điểm, tủ áo, tủ kệ tivi, cửa sổ ra khu vực giếng trời và vệ sinh trong. Nếu anh thấy những khoảng trống trong lòng thì đừng lo nhé, có em luôn đợi mong. Nếu mai sau duyên chẳng như ý nguyện, những tổn thương để mình em nhận hết. Bởi vì em chỉ muốn thấy anh cười, dù có ra sao cũng thấy vui lòng. Trái tim em đây chỉ có chân tình, vì toàn tình. Tuy giờ đây em còn đang trắng tay, nhưng vì anh sẽ có ngày đổi thay. Mất trăm năm đôi mình mới chung thuyền, 1000 năm ta mới về chung lối. Phía trên cùng là khu vực bồn nước và khu vực đặt máy năng lượng mặt trời ở trên tum nhá. Và ngoài đây sẽ là khu vực sân thượng trước. Nên người ơi anh cần chỉ lắng lo.